Là chị ha, nguyên một vườn nhãn này, nhãn Thái gì nha. Nhãn này là nhãn Thái đó. Nặng triệu cây luôn chị. Cái vùng đất Hòa Hội thì về cái chất đất này, trồng cây lâu năm, trồng cây ăn trái rất là tốt luôn chị ha. Bảo Điền Bất Sản xin mến chào cô chú chị mình ha. Nam Điền đang có mặt ở trên tỉnh lộ 329 thuộc xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Thì cái tuyến đường này thì đang làm mở rộng anh chị ha. Và ngay vị trí em Điền đang đứng đây thì là vị trí ngay gần cầu Ba anh chị. Nói tới cô chú chị nào mà rành ở Hòa Hội, rành ở Xuyên Mộc đó thì nói tới cầu Ba chắc cô chú chị mình biết ha. Và em Điền ở đây là ở ngay cái khúc mà nó đang làm cái vòng xoay anh chị, vòng xoay 991 anh chị ha. Chỗ này đang làm luôn anh chị, đang thi công đó, đang thi công luôn anh chị ha. Đó. Đang san lấp mặt bằng này kia đó anh chị. Đó. Nói chung là 991 thì đường xá làm xong hết rồi anh chị ha. Nói chung là chưa khánh thành để giao cho phương tiện giao thông thôi, lưu thông thôi. Nhưng mà đường này là làm xong hết rồi, nó sẽ thông đi ra tới ngã giao Hòa Bình, đường ngã giao Hòa Bình anh chị ha. Nói chung là tương lai của chúng mình đi Sài Gòn về đây rất là gần luôn chị ha. Đó. Và hướng trước mặt em đi qua này này là hướng mình đi ra được quốc lộ 5 này, cũng như là ngay trung tâm thị trấn Phước Bủ và trung tâm huyện Xuyên Mộc anh chị ha. Thì mình di chuyển ra khoảng đâu đó 10 cây số chị, đi xuống biển gần nhất là biển Bình Châu khoảng đâu đó 15 cây đó. Còn biển Hồ Tràm thì khoảng 20 cây, cũng tương đối là xa đó. Và hướng ngược lại mình sẽ đi Hòa Hiệp anh chị ha. Và sẵn đây em liền có một cái bất động sản chủ gửi bán ha, cách cái tỉnh lộ 329 này, cách ngay vòng xoay này vô khoảng vài trăm mét thôi. Bất động sản mình đang có diện tích là ngang 11 sau 85 và nở hậu 14, tổng diện tích là 1.000 mét vuông anh chị ha. Nói chung là nằm khu dân cư phủ hồng toàn bộ, và đặc biệt nữa là có nguyên một vườn nhãn luôn anh chị ha. Một vườn nhãn Thái đang thu hoạch rất là đẹp luôn anh chị ha. Giá bán chỉ có là 750 triệu thôi anh chị. Tổng bất động sản này anh chị. Mình sẽ đi vào hướng này anh chị ha, đi vào ngay đường này chạy vào ha, khoảng vài trăm mét thôi. Hiện tại em Điền đã có mặt ở đây là ngay vị trí bất động sản của mình rồi anh chị ha. Hồi nãy em Điền đi đi từ ngoài này đi vào. Nói chung là mình sẽ rẽ hai sẹt nữa chị ha, kiểu là từ tỉnh lộ sẹt vô một cái, rồi cái đường chính đó mình sẹt thêm một cái nữa là tới ngay đất mình rồi ha. Nói chung là mình di chuyển ra tỉnh lộ 329 khoảng là 500 mét thôi chị. Đi ra ngoài đây mình rẽ bên tay trái ha. Tỉnh lộ 329 thì hồi nãy em đi cũng có nói chia sẻ về cái cung đường đó là gì ha, lưu thông này kia thì thuận lợi. Ngay 991 đó thì mình đi từ ngã giao Hòa Bình đi xuống cũng rất là gần ha, đi Châu Đức, đi thành phố Hồ Chí Minh, đi thành phố Bà Rịa, đi thành phố Vũng Tàu. Nói chung là đường thông thương hết anh chị ha. Và đây anh chị, bất động sản mình thì đây, nói chung là em Điền cũng xin được báo giá luôn. Hồi nãy diện tích em Điền nói rồi, là ngang là 11 sau 85 nữa hậu 14 mét, và đang bán là 750 triệu. Thì bất động sản mình thì đang tách sổ anh chị ha, chuẩn bị có sổ rồi. Nói chung là tổng bất động sản này á, thì gia chủ mình đang tách là 8 lô, và em Điền quay chủ đạo một lô trước ha. Lô này bán 750 triệu, 11 mét từ đây, qua là 11 mét sau 85. Thì nói chung là có 8 lô, mình em Điền quay cái lô vị trí đắc địa và đẹp nhất khu vực này, cái tổng cái phân lô này ha. Đó, một nhãn luôn. Cái hướng trước mặt mình đi, nói chung là cũng thông thương ha, mình đi vào khu dân cư. Cái chỗ này thì dân cư có chị, nhà san sát đó, mà cái khu vực em Điền quay này, đang đứng quay ở dưới đất á, thì xung quanh thì nói chung vườn tược người ta cũng rộng đó, đâm ra là mình không có thấy cây cối là che nhà dân đó, mình không thấy. Nhưng mà Điền quay bay lay cam thì mình thấy rõ luôn ha, dân cư tương đối là đông đó. Giá bán rất là rẻ luôn á chị, nguyên một vườn trái cây, một vườn nhãn 750 triệu thôi chị, rất là rẻ luôn ha. Nói chung là bất động sản mình thì phủ hồng toàn bộ, mình có thể lên thêm thổ cư thoải mái gì ha. Hiện tại gia chủ mình đang tách theo diện 1.000 mét vuông, nên là không cần lên thổ cư cũng tách được anh chị ha. Đó, nhãn này nặng triệu luôn anh chị, nhãn Thái gì nha. Đó, nói chung là mình mua về mình có sẵn nhãn để mình thu hoạch luôn anh chị. Đó. Rất là đẹp, nhãn là nhiều năm tuổi, có sẵn bát tưới tự động hết anh chị ha. Khu vực này thì điện nước, nước sạch,
Và điện đài thì có hết rồi anh chị, nằm khu dân cư mà. Từ Sài Gòn có chuyện gì di chuyển về đây thì mất khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ thôi anh chị. À, chưa tới 2 tiếng thì mình đi cao tốc ha. À, nói chung là đây thì có ranh mốc rõ ràng hết rồi anh chị ha. Đây theo cột này. Này là địa chính bắn hết ra, bắn tọa độ hết rồi anh chị ha. À, rất đẹp ha. Dân cư bán chỉ có 750 triệu thôi. À, tính ra là khoảng 750 ngàn một mét vuông thôi chị, rất rẻ. Khu dân cư phủ hồng toàn bộ, lên thổ cư thoải mái vậy. Rồi cô chú nào quan tâm liên hệ số điện thoại 0786688344 nha. À, cảm ơn cô chú nào quan tâm theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại cô chú những video clip lần sau. Xin chào.